Quang Lê nghĩ đến chuyện đi tu vì lần đận tình duyên. Ngoài tài năng ca hát, ca sĩ Quang Lê cũng không ít lần gây chú ý bởi những ồn ào tình ái bên cạnh, nhiều mỹ nhân nóng bỏng, kém tuổi. Sau thời gian dài kha kín tiếng trong chuyện tình cảm, Quang Lê khiến nhiều người bất ngờ khi có những trả lòng về việc yêu đương. Đầu tiên, nam ca sĩ cho biết sau những mối tình ồn ào mấy năm qua, anh không yêu ai. Do tình hình dịch nên anh cũng không có nhiều show diễn. Dù ở nhà một mình nhưng anh không có cảm giác cô đơn. Anh cũng không còn thích tới những nơi đông người, toàn bộ thời gian chỉ dành cho công việc và đi hát. Thậm chí giọng ca gốc Huế còn khiến mọi người bất ngờ, khi chia sẻ trên thanh niên từng nghĩ đến chuyện đi tu nhưng chưa có duyên nên vẫn chờ. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu đó, không phải vào chùa cạo trọc đầu mới là đi tu, có thể tôi tu tại gia nhưng chuyện đó làm được hay không vẫn chờ ở cơ duyên. Hiện tại có nhiều người thích, tôi vẫn chưa đồng ý, có cô nương rất nhiều tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt, thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn và đi chơi chung, Quang Lê tâm sự. Nói về gu bạn gái, Quang Lê thích những cô gái có vẻ đẹp mộc không thẩm mỹ, tôi ấn tượng với phụ nữ có vẻ đẹp mộc, tôi rất sợ những người lạm dụng thẩm mỹ, nhiều cô gái nhắn tin hẹn gặp tôi làm quen, nhưng khi gặp, họ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, tôi mất tình cảm ngay. Hơn 3 năm qua, ca sĩ Quang Lê chủ yếu sống ở Việt Nam. Bên cạnh việc đi hát, anh nhận lời làm giám khảo các game show, hầu như dành tròn thời gian cho nghệ thuật. Sau nhiều sự cố xảy ra, Quang Lê tử nhụ phải thay đổi để lấy lại niềm tin và tình cảm của mọi người. Trước nhiều tin đồn cho rằng, ca sĩ Quang Lê sau nhiều năm đi hát hiện đang là một đại gia thứ thiệt sở hữu nhiều nhà và đất. Trước những thông tin này, nam ca sĩ cho biết kinh tế chỉ bình thường. Hiện anh chỉ có một căn nhà triệu đô ở Mỹ, có vài căn hộ ở Việt Nam, chứ không đại gia như tin đồn. Kinh tế của tôi chỉ bình thường thôi, nếu muốn trở thành đại gia thì phải kinh doanh mới được. Tôi chỉ có nhà triệu đô ở Mỹ, đó là ngôi nhà tôi tấm huyết mua tặng cho bà mẹ. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng chỉ có vài căn hộ. Bao nhiêu tiền bạc, tôi đều đầu tư vào làm sản phẩm, Quang Lê chia sẻ.